của mình để gọi. Đấy. Thế là anh này không gọi cho vợ không được. Thế anh này anh ở xóm làm đi kìa. Gọi cho vợ không được thế nào. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.